chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2022. Nhiều trường đại học vừa ra thông báo tuyển bổ sung. Đáng chú ý năm nay có nhiều trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe phải tuyển bổ sung. Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế, Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là những trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe vừa ra thông báo tuyển bổ sung. Một số trường khác thuộc khối ngành kinh tế kỹ thuật cũng tuyển bổ sung chỉ tiêu, trong đó có Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có văn bản đề nghị các trường đại học đơn giản hóa các phương thức tuyển sinh năm 2023, đồng thời xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh năm 2023 và từ năm 2025 trở đi theo chương trình giáo dục phổ thông mới.